Hai các bạn, đây là bài tập vừa di chuyển vừa lách né và giữ đều ngoài cự ly. Các bạn có thể tập với huấn luyện viên và các bạn tập để tăng khả năng phòng thủ khi di chuyển. Sau đó mình phối hợp đánh phát tự do với huấn luyện viên.